Nhà đất Văn Nguyễn xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Và tiếp tục ngày hôm nay thì em đi quay cho các bác anh chị mình tham khảo một cái mảnh nhà vườn nhé. Đấy, cái mảnh đất của chúng ta là có một cái căn nhà cấp 4 nha quý vị nhé. Có một căn nhà cấp 4 thì gia chủ đang đang ở rất là kiên cố luôn. Trong nhà cũng rất là rộng rãi nhé. Đấy. Và trên cái mảnh đất của mình đã có điện là đầy đủ luôn nha mọi người nhé. Đấy, căn nhà này thì chúng ta mua vào để ở, mình tân trang lại một tí là thành cái nhà đẹp thôi. Nhà cũng khá là rộng rãi nha quý vị nhé. Đấy, và cái mảnh đất của mình là bám được 60 mét mặt tiền đường nhé quý vị nhé. Đấy, khoảng sân rất là rộng rãi luôn. Đấy, đây là cái vườn tiêu của mình luôn nhé. Đó, cái ranh giới của chúng ta là từ cái cây bơ đó nha mọi người nhé. Đó, kéo theo cái căn nhà của mình đây. Ráp với cái nhà hàng xóm này là 60 mét nhé. Tầm 60 mét mặt tiền đường khu dân cư nhé quý vị nhé. Và cái mảnh đất của mình nhá, là có thể lên được thổ cư nhé. Ngay khu dân cư luôn, rất là thuận tiện luôn. Đấy, xung quanh là hồ tiêu và cà phê rất là đẹp nhé. Và cái mảnh đất của mình là trực thuộc tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé quý vị nhé. Và đi từ cái con đường, đi từ cái mảnh đất của mình á mà ra tới đường quốc lộ 14A là 2,2 km nhé mọi người nhé. Đúng 2 km luôn. Và cách cái đường bê tông là 100 mét nhé. Rất là thuận tiện luôn. Cái lô đất này là ngay khu dân cư nhé quý vị nhé. Đấy, xung quanh là hàng xóm ở rất là đông đúc luôn. Thì cuối video thì em sẽ đánh dấu ở trên phần lấy cam cho cô bác chị mình tham khảo ở dân cư xung quanh luôn nhé. Và cái mảnh đất của mình luôn. Đấy, em sơ lược cây trồng cho cô bác chị mình tham khảo trước nhé. Mà trên cái mảnh đất của mình là có 1.000 trụ tiêu nhé quý vị nhé. Theo thông tin của gia chủ thì trên cái mảnh đất của mình là có 1.000 trụ tiêu đẹp. 1.000 trụ tiêu, nhưng mà đó, cái phần xấu xấu này là 100 cây nhé quý vị nhé. Khoảng 100 cây là nó xấu xấu thôi. Còn lại là 900 trụ tiêu đẹp nhé. Đấy, tiêu cực đẹp luôn. Hôm nay rất là sai trái nha quý vị nhé. Theo thông tin của gia chủ thì ước lượng là năm nay phải rơi vào khoảng 4 tấn tiêu nhé. Đấy, 900 trụ tiêu đẹp và 100 cây sầu riêng gia chủ mới trồng nhé. Là trồng ở sen hết ở dưới này đấy nhé mọi người nhé. Đó, sen ở trong cái vườn tiêu của mình luôn. Và phần cuối cái mảnh đất của chúng ta là 500 cây cà phê đẹp nhé. Đó, chung là nguồn thu khá là ổn định luôn. Khoảng sân rất là rộng nhé. Đấy, điện đài là đầy đủ hết rồi nha mọi người nhé. Gia chủ đang ở rất là kiên cố luôn. Đấy, hồ tiêu của ta là gia chủ trồng 1.000 cây rất là đẹp luôn. Đấy, hồ tiêu năm nay trái ra rất là nhiều nha mọi người nhé. Đấy, trái ra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Ở 900 hồ tiêu như này thì năm nay thì theo thông tin của gia chủ là ước lượng là khoảng được 4 tấn tiêu ấy. Bụi nào bụi đấy là trái rất là sai nhé. Một cái mảnh nhà vườn, nếu cô bác chị mình mua để ở thì rất là ok luôn. Đường xá rất là thuận tiện nhé. Đi ra trung tâm thì 2 km thôi, cũng như là quốc lộ 14A luôn. Đấy, vườn tiêu đẹp ngất ngây luôn nhé. Đấy, tiêu năm nay sai lắm mọi người ạ. Chung là mình mua cái lô này thì ở thì rất là tuyệt vời luôn. Diện tích của mình là 1 hecta nhé quý vị nhé. Trong sổ là 964 nhé. Trong sổ là 964, ao hồ là đầy đủ hết rồi. Nguồn thu nhập là rất là ổn định luôn. Thì cái giá bán thì gia chủ đang bán là 1 tỷ 550 triệu có thương lượng nhẹ thôi nhé. Đấy, cô bác anh chị mình có nhu cầu mua cái sản phẩm vườn để ở và làm kinh tế thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đó,
ba anh chị mình đang xem video thì cho một like và một lượt đăng ký kênh nhé, để ủng hộ em nhé, cũng như là để cập nhật cho mình những cái thông tin và những cái sản phẩm mới nhất, phù hợp nhất với cái túi tiền của mình nhé. Đấy, và đây là cái phần tiêu nó xấu đây nhé mọi người nhé. Đấy, em quay cả đẹp cả xấu cho cô bác chị mình tham khảo đầy đủ thông tin luôn. Cái thế đất của mình nhá là nó thoải khoảng 15 đến 20 độ nhá quý vị nhá, không có bằng cũng không có dốc nhá. Nếu mà so với đất Tây Nguyên mình thì nó không được bằng phẳng đâu. Thoải nhẹ. Thoải khoảng 15 đến 20 độ nhá. Đất thoải như này thì mình trồng cây rất là tốt luôn, nó không có bị ngập úng nhá. Đấy, và đây là cái con đường của cái nhà bên này nhá mọi người nhá. Nhưng mà hiện tại thì gia chủ vẫn nói là mình đi chung vẫn được, hai anh em nhé mọi người nhé. Đấy, cho đi chung luôn. Đây, ranh giới rất là rõ ràng nhé. Hồ tiêu của chúng ta là cực đẹp luôn. Một cái mảnh vườn hồ tiêu và cà phê, nguồn thu nhập khá là ổn định nhé. Cô bác chị mình có nhu cầu, có cái số tiền nhỏ mình mua cái này để ở và canh tác thì rất là ok luôn. Còn thu nhập khá là cao nhé. Nói chung là mảnh vườn mà vừa có nhà, vừa có điện, nước là đầy đủ hết rồi. Có nguồn thu nhập ổn định, tiêu, cà phê và 100 cây sầu riêng mình trồng vào nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mình chỉ ở và làm ăn kinh tế thôi. Nó cũng mang lại cái lợi nhuận kinh tế cho mình nhé. Một năm là cũng thu phải mấy trăm triệu đấy. Cái cà phê của chúng ta là cà phê già rồi, là được 500 cây nhé quý vị nhé. Đấy, vườn tiêu cực đẹp luôn, 900 hồ tiêu đẹp nhé. Và nó lại nằm ở ngay khu dân sinh nhé, khu dân cư ở rất là đông đúc nhé. Lên được thổ cư nhé quý vị nhé. Cô bác anh chị mình mua thì lên thổ cư rất là ok luôn. Làm cho 100 mét thổ cư nữa thì mảnh đất của mình thì giá trị hơn nhé. Đấy, chúng là hai hàng tiêu ở ngoài cái bờ ranh này là đẹp như một cái bức tranh luôn. Đấy, tiêu to như đống rơm nhé mọi người nhé, bụi to và trái rất là sai từ đầu đến chân luôn. Đấy, đây, và cái phần cà phê chúng ta là cà phê già nhé quý vị nhé. Cà phê già năng suất cũng rất là cao luôn. Đây, trái rất là sai nhé, tuyệt đẹp luôn. Đấy, cà phê già này thì em cũng không quay được nhiều thì mời cô bác chị mình xem ở trên flycam nhé, vì nó rất là rậm rồi, không có rút vào để mình quay được. Đấy, cà phê như này được 500 cây nha quý vị nhé, 500 cây. Rất là sai trái luôn. Đấy, cái thế đất thì có ba chị mình nhìn thẳng lên đấy nhá. Nó thoải đều như vậy luôn. Đấy, thoải đều khoảng 15 độ đến 20 độ. Không có dốc nhá, và cũng không phải là bằng nhá quý vị nhá. Mà thế đất cũng rất là đẹp, triền đều luôn. Và nguồn thu nhập khá là mạnh nhá. Cô ba chị mình đang xem cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ em nhé, để xem video sau. Bây giờ mời cô bác chị mình xem video từ trên flycam này nhé.